trắng trắng cái bẫy rồi luôn mà. Làm lật bẫy hả em? Ôi ôi, khủng ơi, khủng ơi, quá trời ơi. Ui, nặng. Ui, nặng lắm rồi. Vô đầu chần chần luôn rồi. Cái này là thuộc về bự luôn của chú anh chị. Cuối cùng làm được một em nữa của chú anh chị ơi, bự nữa rồi nè. Em này bự nữa rồi. Quá đã rồi. Cắn bạch hết. Em này bự nữa của chú chơi, một ký mấy nữa. Đây cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì bữa nay ba anh em vẫn tiếp tục thăm mấy chồng và gắn cô chú anh chị. Nhưng mà đầu nghề thì cũng vẫn y như xưa đó cô chú anh chị. Thì bữa nay cho like khỏi chia sẻ đầu nghề đi, ngày nào cũng vậy thôi. Thì like xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng like anh Vũ em Nhàn chuyến thăm mấy chồng và bẫy gắn hôm nay xem như thế nào cô chú anh chị. Thăm cái đầu tiên của like của chú anh chị. Cái này kỳ gọi dính vào hả anh Vũ? Ủa? Kỳ gọi nó dính dính cái kỳ đẳng, cái kỳ trước mới dính kìa mấy cái này nè. Hả? Phá 7 nữa rồi. Phải chuột không Vũ? Phá 7. Khôn chưa? Đó. Nó không đừng vô là phá 7 à. Để Vũ gài cái này đi đẳng luôn, cái này đổ, đổ gặp chú luôn Vũ. Chú đó, chứ nó quào cái gì thấy cát rồi đó. Nhất hơi nó quào ngang cái dấu quào kìa, anh thấy coi kỹ rồi. Đem mới coi ơi. Ồ dấu quào. Dấu quào nè. À, dấu quào. Ừ. Ủa sao nó ở đâu mà nó ngồi quào vậy anh Vũ? Không có ngoài chìm vô. Nó quào rõ ràng nè, muốn dò dài dài không nè. Muốn dò dài dài không chú anh chị? Trộn này khủng không phải chuyện chơi đâu, có muốn dò nó dữ đó. Vô qua cái bẫy này lụm đầu nó đi. Hai cái luôn của chú anh chị ơi. Cái này mà nó không lụm nó thôi vừa tội luôn rồi. Lại ém kỹ nó mới khôn lắm rồi của chú anh chị ơi. Từ ngày nó lại nó phá bẫy suốt luôn. Trời trời gì tăng quán chân gì trời. Kỹ nha. Mày bẫy đâu? Ai làm gì đây trời? Sập không? Sập. Ủa? Cái này cái gì á mà ai chặt đâu? Ai chặt ngay. Ai chỗ thì chặt hết luôn. Trời ơi, thôi dính sóc mà con trai thua luôn. Cái này sao mà dính sóc mà bên nó bưng lỗ dữ vậy nè nhà. Hả? Hết biết rồi. Sóc này sao nhàn thả luôn hay sao? Bự không? Bự à. Có được không? Chắc cũng được. Kệ đã tặng tặng cho anh ta cũng được. Cũng được. Nhàn vô rồi đó. Đổi cái bẫy rồi, chuẩn chị. Sập anh Vũ. Gắn nè nó bữa nay chạy xuống dính cái bẫy dưới kìa. Dính đen, giờ này nặng ký lắm mà. Cái dãy cỡ này mà cái bụng này đâu phải ít. Con này từ giá ký 2 ăn lên. Chú mới chắc. Đi hàng bệnh luôn Vũ. Chú mới chắc dính em một mất tích luôn. Kỳ cục. Cái chỗ này mà like không dự tin có một em đâu của chú anh chị. Mà hàng khủng á. Chịu dính lại bợ hàng khủng không chơi đâu. Em nó hồi gọi con chồng có chưa đăng ký nữa cô chú anh chị. Được em không đăng ký. Em nói rồi. Từ trước em nói bể đầu luôn. Cứ sau em nó được vớt được nghe. Vớt cái chót không ghê. Sao Vũ? Hả? Chú sốc à? Chú sóc sập gì mà chú sóc ra. Trời chú còn nguyên luôn. Bắt sóc ra đây gài cái bẫy ra được luôn. Sóc chút xíu siêu nữa. Thấy hiểu rồi cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Hết biết rồi.
hổ mèo. Để nó phun à. Phun hay lắm, ui tuấn chị, nó phun mấy bom rồi lại không đem bắt kiến đu mắt như nó rồi. Xa lắm đó, 2 mét. Nó phun không ai nói chứ. Rất là chính xác. Bế mình thiệt. Có mắt kiến đâu nha? Có. Mắt kiến đâu? Không mắt kiến ngồi đây xơm 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 được. Lấy mắt kiến vô được. Có lấy cái ghim không? Không lấy ghim, mà lấy ghim. Anh Vũ mở 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 mắt kiến vô mở cho khán giả xem Vũ. Bẫy mà dính thế này không mà thấy thua. Bom là lại mà sơ ý đó cái gì, nó phun vô mặt. Hết biết rồi. Thấy nó nhìn nhìn cái mắt cái chân thấy rồi. Ê. Phun á. Đó. Cô chú chị. Nó phun nó mới phun, nó phun rồi đó. Phun rồi đó. Đó. Đây bể nó phun một ngọt. Quay đứng bên đừng quay ngay đầu. Ừ. Cà khịa với nó. Đấy, còn cảnh không? Mê vụ này nè, cắn mê đi, sao cả nước. Ghê không? Phun nữa cô chú chị. Ở đây là con cái của chú anh chị. Cái này là cũng mới giờ nè. Thấy đường mòn trống trống. Đặt đại luôn. Để đặt cái bẫy này trống đốc à. Bước vô đây đặt cái chân đầu bờ luôn. Sập không? Ở cái bẫy còn nguyên trọng. Thấy nắp còn của chú anh chị ơi. Ở ngoài nhìn vô thấy rồi. Mới còn chuối không đây? Ủa sao thấy chuối chân gì ta? Hôm nay làm hết rồi. Làm hết hay à. Còn nguyên luôn. Có nguyên cặp luôn hả? Đủ tiền luôn. Sao lại sắp lưới lưới không ta? Sốc đó sốc bự lưới vậy không hay? Trời ơi nguyên cặp to mà nó gì đó cả. Nó gì á? Dòm hết cái đường hả? Trời ơi bự cả hai con luôn, ra cuốn luôn anh Vũ. Cuốn cái hai em luôn. Nguyên cặp này là ngon rồi, ngon ngon tiền chuối rồi tiền xăng rồi đó. Sốc một cái về mà nó nhỏ. Sáng mà. Trời ơi. Cặp khổng lồ luôn. Vô hổ mèo cái nó đâu phun cái nước á. Không giận cái mấy á. Hả? Hậu chụp. Thấy đâu chụp. Nghe nói luôn á.
Có gì đó? Con hấu dở nè. Thì hấu dở nó rồi. Nó ăn nó không mà. Đó, trắng lắm. Có gì đó? Nó trắng luôn á. Ủa gì đó? Như lên đại gì vậy? Dạ nghe đó, nó rộng không lớn luôn hả? Không thấy. Cô quậy ra nè đó. Không có. Đủ ngay vô lại luôn á. Nói gì không Vũ? Nói lại, nói thiếu à. Cái chơi. Rồi mong mong đó mà. Rồi nghe chăng cái đó luôn á. Cái nín vô đó. Không cho chăng mày, cái vô đó chăng mày. Kì vậy? Tụi mé á. Có lên mé đó không? Không. Mé cỏ. Nó lậu băng băng nghe đó luôn á. Ừ. Nghe chăng có đó đó. Đâu cái đá không? Con này chắc ký lên khỏe, ký. Lâu lắm rồi, không ai. Nước gì được nắng à. Cầm cầm đầu nó vô, cầm đầu nó cặp tay, nó cặp tay kìa. Rút xuống đầu xuống rút. Nắng không Vũ? Hả? Cái gì? Không biết cái con gì mà phá bẫy lại hoài của chú anh chị. Đặt cái bẫy nhỏ phá, đút bẫy lớn vô phá nữa. Sập suốt luôn. Rồi sập bẫy nữa. Đây nghi hàng khủng của chú anh chị. Mà nó bị sập bẫy lần đầu tiên, văng cái bẫy ra ngoài luôn. Bị sảy rồi nó nhát. Lật rộng luôn rồi. Rồi dưới này hết sập rồi quý anh chị ơi. Hết phá rồi. Rồi con nghĩ lại móc túi như trời. Treo vô thêm chùm nữa của chú anh chị. Biết thì khôn quá. Mèo nó cho ngon lành coi. Như ngon lành của chú anh chị ơi. Hốt con mèo nó cái lại luôn. Rồi cái bẫy này bữa nay chết rút luôn chú anh chị. Thua. Đặt mới đầu tiên vô thấy im quá. Đặt dính hấu mèo. Chết rồi. Cuốn luôn. Luộc của chú anh chị ơi. Ở ngoài là tỏ hù luôn. Trong điện thoại lại hơi sáng. Rồi lại đặt cái bẫy này là bỏ quên kia không. Ủa, nó vô ra thăm cái bẫy. Đây thế này đó. Chui chẳng ai luôn. Từ ngoài mà lũi lúc đây đặt cái bẫy này. Dính một em rồi này. Chiến rồi nó móc lật bẫy nè. Chung vào cái chuyện vậy. Hy vọng sau đây sập một cái coi. Sập rồi quý anh chị. Rồi lùm đầu móc chuối hai em. Trời nó đã, trời nó đen. Nó đang thui, đang thủi luôn trời. Đây bỏ quên cái dao này của chú anh chị. Nó móc chuối lại. Vô. Vô. Cái dao này bỏ quên rồi của chú anh chị. Chắn chắn cái bẫy rồi luôn mà. Làm lật bẫy hả em? Ôi ôi, khủng ơi, khủng ơi, quá trời ơi. Ô, nặng. Ôi. Nặng lắm rồi. Vô đầu chần chần luôn rồi. Cái này là thuộc về bự luôn của chúng chị. Để lại đem nó ra rồi kiếm vô bắt của chúng chị ơi. Lời đêm cũ bắt chồng của chúng chị ơi. Anh Dũng đây. Đang thu luôn rồi. Dữ lắm luôn. Cái này hàng đang của anh Vũ. Cái này là cái mặt hàng đang gì chứ hàng đang nè. Quá cả nhà. Sướng quá sướng rồi. Mặt gì đâu cái đầu gì đó lùng xịt con khúc. Còn do anh đặt chỗ công nhâm chứ.
Trộn gì mà vậy? Để lật cái bẫy rồi, cho lật rộng cái bẫy mà. Chết quá rồi đó. Chắc em này không tới, không tới ký 7 của anh. Ở đó không? Trên ký 7. Trên ký 7 hả? Em Mạnh Vũ nó trên ký 7 của chú anh chị. Hàng khủng luôn mà, đang thui à. Trời trời, vô cái trong ống môi mình mấy ông nhìn không gan trộn luôn trời. Là một đống đang thui tính dính người trồng, nghĩ là trồng đen luôn á. Cảm giác nó sướng sướng rồi sao? Sao nhà? Có nhiêu nhà? Không. Cái này chắc cỡ ký 6 anh ơi. Cỡ ký 6 đến ký 7, ký 6. Ký 6 phải gu á. Cỡ ký 6 chú anh chị ơi. Có trên á. Để là bỏ vô cái tiếp quay chị xẻo chú anh chị xem. Cái gì? Có thấy nó không là chuột sóc. Tung tung là rồi kìa. Sóc hả? Cái chỗ nó ngon gì đấy mà trời trời, anh dẹt ra trống trống luôn anh Vũ. Chỗ gì mà đánh không dính tròn mới ghê chứ, trời ơi nó ngon. Rồi dính sóc rồi, chú còn nguyên thấy rồi. Cái đường mòn khổng lồ vậy sao kỳ vậy ta? Cái dính sóc rồi, thấy gì dính? Không mà anh thấy cái đường mòn không? Thấy. Đường mòn kìa. Hả? Dính sóc rồi, thấy dính rồi. Sóc này vô chứ, bữa trước luôn. Chuối ăn hết hay gì? Còn chú luôn cho cô chú về ơi. Bẫy này rồi nó móc nè. Cái bẫy này của Lai đặt cho cô chú về. Đặt cho Vũ á. Rồi dính ăn sóc. Cái này dính gì đây? Rồi rồi mày gặp cái khơi, mày gặp ngỗ nó mối chừng 5 kg ha. Hốt cái quần tay của chú anh chị. Rồi chết luôn. Kỳ cục vậy ta. Chú mới chát luôn. Hết biết thiệt mà. Dính con gì nhà nhà? Sóc bông hả? Bự không? Bông gì? Hả? Cái gì môi? Đâu? Ừ rồi. Vậy mày nói xíu sóc bông ông hai hàng khủng nữa rồi. Trời ơi, cái này hàng khủng quá nữa, bự hơn của tôi nữa, đừng nói. Quá đã rồi, anh Vũ được em, còn tới của em Nhàn thôi cô chú chị ơi. Cầu dạ, xong rồi em đó, được em thôi. Hả? Xong cái dĩ luôn. Bắt luôn. Cái dĩ còn sao kìa? Không có dây buộc. Mở cái kia ra. Mở cái gì? Mở cái chì kia ra buộc lại. Cái chì nào? Chì buộc cái dĩ. Anh bẻ cái gai anh quấu vô chứ. Quả đã. Sao anh Vũ? Bự không? Nặng không? Nhẹ. Hàng gì có bẫy tôi tránh em gu. Cầm chuối nha. Còn tới em á. Nhà ở đây còn mấy cái nữa anh Vũ? Hả? Ở đây còn mấy cái nữa. Ở đây còn một cái nữa. Cái chàng dưới cái cuối cùng đó hả? Cái gì điệu không? Ở trong này. Dùng điệu mới qua bên kia. Con nhang kìa. Dạ hả? Ừ. Nhang đừng về con 7 cái. Em mình ký mấy nha? Còn ký 3 không? Ký 3. Ký 3, ăn cá không? Ký 3 lên. Lên nhẹ.
em hằng khủng mà mất tiêu luôn. Cái bẫy này của anh Vũ là của dịch. Cái này rồi là về làm như ký bẫy là như ít. Bạn tròn của ra thì mới dính. Chứ không thua đâu. Trời ơi chỗ này nó im thấy ghê mà nó dính con tròn trời. Rồi còn nguyên cái nắp luôn trời. Thấy nắp rồi. Kỳ cục vậy ta. Không lẽ giờ nó lên trên này anh Vũ. Anh Vũ ơi. Coi chừng lên trên. Này với cái hố của cô chú chị. Hố thì chiều cao cũng có chiều thấp nữa chứ cũng phải 6-7 mét. Cái bẫy này là bẫy, cái bẫy cuối cùng của anh Vũ của chú anh chị. Bữa nay anh làm được em. Còn em Nhàn chưa có em nào. Em Nhàn chút trên đường về á, bẫy của em Nhàn còn nhiều lắm mua chú anh chị. Mong sao cho em nó vớt được em. Sao Vũ? Chết luôn hả? Cái cuối cùng của anh không dính luôn của chú anh chị. Cái này bữa nay vô cút của chú anh chị. Thăm mấy cử không dính. Bữa nay là 4 cử hình được. Cái gì vậy? Ôi gà mái kìa anh Vũ, gà mái kẹo đó. Có gà, bày gà kìa. Dạ. Dí mà, gà gừng không đó. Dính không, quay dính không. Hả? Quay dính coi chừng dính gà gừng luôn nữa. Quay dính nãy nó ba. Không biết nữa. Nhiều lắm, nãy nó hỏi nè. Ừ. Nguyên bày luôn. Quay gà con nữa. Ôi gà con. Gà con ba chục kìa. Đừng nó dính gà con. Đừng nó dính luôn nha. Dính con gì nuôi chơi coi. Không sạch. Trời ơi, bày gà gừng không những nó khôn thiệt chứ. Nãy nổ đây nè, con. Vậy mà không dính luôn ta. Nó mang chuối ha. Cái này là cái cuối cùng của em Nhàn của chú trẻ. Mong cho em nó lụm em cái cây. Sao vậy? Trời ơi. Trời ơi, hút được hai con luôn anh Vũ ơi. Em đã hút được hai con luôn Vũ ơi. Trời ơi, giờ quất đang hơi một lời bảy luôn đi. Tính nó hút. Trời hơi sốc. Trời, quá khủng luôn trời. Hết biết cặp sóc rồi nè. Cặp sóc này là quá khủng luôn chú anh chị. Ba anh em giờ chia tay nhau đi rồi cô chú anh chị. Mỗi người xe giờ đi tới rồi. Chỗ này là chỗ hẹn đó. Chỗ chia tay. Sóc bữa nay dính bao nhiêu rồi cô chú anh chị. Cái này bắt ra bớt anh Vũ rồi. Cái này bắt ra cho bỏ lên đây bớt đi anh Vũ. Vậy em Nhàn thì bữa nay thì còn thăm bẫy nữa cô chú anh chị. Em nói chắc bữa nay thì lai nghĩ cũng thua gì lai đâu. Bởi vì em nó dính sóc hiện giờ đang nhiều hơn mà bẫy của em Nhàn cũng còn nhiều hơn nữa. Em chồng cũng Vũ đâu ta? Rồi rút con chồng sẵn là đang rút sẽ rút giờ em chồng giùm anh luôn cả nhà. Đó, em chồng này của anh Vũ nha cô chú anh chị. Lai tụng gà là cũng sơ ý vô này nữa. Đánh này thì đánh lai thì thật tình cô chú anh chị có sao thì mình chỉ chia sẻ thật thà vậy thôi. Thì có nào xem đấy. Có một em lai cũng đăng cô chú anh chị. Còn con rắn hú vện á. Nè em cũng lại khủng hơn nè cô chú anh chị. Em mình đen thui à. Em này trồng đen, em này trồng trắng hơn có lại nè, em trồng trắng. Còn nó dữ quá. Em có lại trồng đen. Còn rắn hú vện nữa, hú vện khổng lồ. Hú trên này khoảng trên ký đó cô chú anh chị. Anh Vũ về hầm ăn luôn rồi. Ngon lành cả nhà. Thôi rồi bây giờ anh em mình chia tay. Chúc em Nhàn may mắn ngày nay nha. Quay coi cả nhà cái xem ấy. Lại chúc em nói ngày nay may mắn của chú anh chị. Bây giờ em nói là bữa nay biết dính giờ chót nó giống như cứ gọi thì cũng được đi bởi người cầu người được em mà. Cái cuộc sống là trang trải thấy cảm thấy là có trong gia đình của chú anh chị. Thì nó thì cũng like cũng nói thật cũng không phải giàu có gì đâu cô chú anh chị. Thì mình đi kiếm sống để lo cho vợ con ở nhà, vợ con ở nhà thì làm công ty thì like đi kiếm sân bắt vậy thôi. Chứ không phải là cái cũng mình bằng thay việc vô công ty đó cô chú anh chị. Làm ngoài thì thay việc vô công ty sướng hơn. Ở đây là con cái của chú anh chị. Hy vọng vớt nghe nước đi. Cho nó ngon lành luôn cái.
Vớt ngàm nữa là ngon nha cô chú anh chị. Ngon lành luôn chứ không phải dừng nói. Rồi chết luôn. Không lẽ cuốn đi hả trời. Đây không có tròn cái gì đâu, kỳ vậy đó. Trời, để thử cử nữa cô chú anh chị. Ở đây là con cái nữa cô chú anh chị. Cái này không dính cuốn nữa. Rồi chết nữa chú anh chị. Con Vũ chắc làm hết rồi. Còn nguyên không? Mấy cái rồi không dính cho lai qua cô chú anh chị. Còn cái này là cái cuối cùng. Lai cũng mới giờ nền cái này nè. Hy vọng sao đây. Đặt tốt tốt dưới của chú anh chị. Rồi vô của chú anh chị ơi. Cái cuối cùng làm thêm em nữa. Trời ơi nó đã. Nó đã đúng là đã tới luôn. Ôi ôi nó đã. Đã vô sắp xuống của chú anh chị ơi. Đây tính tôi là mưa ngập cái đường nước này rồi. Ta nghĩ không dính đâu của chú anh chị. Vô rồi, vô kèo rồi, thiệt rồi. Vô kèo rồi. Hốt thêm em nữa rồi. Cuối cùng làm được một em nữa của chú anh chị ơi. Bự nữa rồi nè. Em này bự nữa rồi. Quá đã rồi. Cắn bạch hết. Em này bự nữa của chú chơi. Một ký mấy nữa. Trời ơi. Bữa nay vô hai con. Khủng không trời. Con em này nhiêu đây không biết nữa. Nè. Nè. Nè em. Nè. Nè. Đã của chú chị. Em này chắc trên ký rồi của chú chị ơi. Ký mốt kia. Ký mốt ký hai vậy ạ. Đây bắt chưa biết của chú chị. Đó không. Đó. Phải của chú anh chị. Quýnh ngay dưới mương luôn mà. Để đặt lại bắt lên này thành quả luôn của chú anh chị. Lại bắt em đó ra luôn của chú anh chị. Đúng là ngồi buồn gặp chiếu manh của chú anh chị. Lại đặt 7 ít rồi cái dính của này là trúng lúc rồi của chú anh chị ơi. Hai em là hàng khủng không? Đã không? Quá đã cô chú anh chị ơi. Cái dĩ sao nằm như này sao bắt ra, nó ra được không ta? Chắc được quá. Đó, được. Để bắt em nó ra luôn cô chú anh chị. Trời cô chú chị về em. Nhìn sướng sướng. Trời ơi, hung nè. Ghê không? Nè, nè. Đây còn nữa cô chú chị ơi. Ra cái này là ở đây còn nữa. Em này hơn ký. Em chắc trừ ký mốt cô trở lên. Để lại cho bỏ vô rồi là chia sẻ hai em chồng của đây được bao nhiêu cô chú anh chị. Đã rồi. Ờ đặt ít 7 cũng dính nhiều cô chú chị, hai em này là trúng rồi. Lai thăm bảy trộn đã xong rồi cô chú anh chị, thì trước khi xem thành quả đó cho Lai xin nói lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã gửi đến câu comment thân thương ban tặng cho Lai. Lai chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều lắm cô chú anh chị. Bữa nay thì sốc như Lai khẩu tính đó cô chú anh chị. Lai chia sẻ hai em trộn thôi mà hai em trộn mà cũng cho Lai xin qua khỏi kênh cô chú anh chị. Bởi vì tăng hoài cũng vậy à. Nhưng mà Lai đoán là rất là chính xác của chú anh chị. Thì Lai được là hai em chồng. Một em thì có khoảng là 1,7 kg ăn lên của chú anh chị. Còn một em 1,1 kg ăn lên. Thì tính 2,8 kg chồng của chú anh chị. Em này là hàng khủng nè của chú anh chị. Cũng nằm đó. Đây là mặt đây hù luôn nè. Em này thì hàng khủng. Còn em này thì mới dính nè cô chú anh chị. Chắc 2,8 kg chồng là khỏe gu của chú anh chị. Cho là để vô.
cuối clip và cho like xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thuận lợi trong công việc nha. Like với nạn cái nhà clip tiếp theo. Like xin mến chào tạm biệt cả nhà.